ít nơi nào tự tin cởi bỏ mọi lớp khóa bảo vệ như lời tuyên bố chiến thắng đại dịch giống Trung Quốc. Thế nhưng, độc lực cực mạnh của virus corona đang khiến đất nước tỷ dân đối mặt với đợt bùng phát tồi tệ nhất kể từ sau Vũ Hán. Hàng loạt tỉnh thành giống lên hồi chuông báo động, số ca nhiễm liên tục đập đổ kỷ lục trước đó. Làn sóng dịch mới len lỏi ở Trung Quốc này bắt đầu từ đâu? Có những cụm dịch nào đang là điểm nóng? Và đâu là nguyên nhân gây ra bùng phát dữ dội? Trung Quốc Nước có tỷ lệ tiêm phòng cao nhất thế giới và đã nhiều lần dập tắt những đợt dịch nhỏ lẻ bằng chiến lược ngăn chặn không khoan nhượng. Vậy với làn sóng mới này, Bắc Kinh liệu có tiếp tục tiến hành xét nghiệm truy vết, phong tỏa, cách ly không bỏ sót một ai, trong khi nhiều nghi vấn bắt đầu xuất hiện về tính hiệu quả của chiến lược trên? Hàng loạt câu hỏi cũng đã đổ dồn lên giới chức xứ Trung. Liệu ổ dịch tại thành phố Nam Kinh có dẫn đến sự gia tăng số ca mắc trên toàn quốc hay không? Liệu các loại vaccine hiện tại có thể ngăn chặn những rủi ro của biến thể Delta? Và bài học từ đợt dịch này ở Trung Quốc là gì? Xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi nội dung chi tiết trong Tiêu điểm Thế giới hôm nay! Chào quý vị, rất vui được gặp lại tất cả quý vị ở bản tin tiêu điểm thế giới. Và thưa quý vị, trong cuộc chiến trường kỳ chống đại dịch Covid-19, ít có nơi nào thực sự tự tin cởi bỏ mọi lớp khóa bảo vệ như là một lời tuyên bố chiến thắng trước Covid-19 giống Trung Quốc. Thế nhưng sự tấn công bất ngờ của các biến thể virus đang đe dọa thành trì chống dịch vững chãi của đất nước tỷ dân này khiến cho Trung Quốc đang phải đối mặt với làn sóng tái bùng phát tồi tệ nhất. Chỉ sau đợt dịch ở Vũ Hán hồi năm 2020, hàng loạt tỉnh thành giống hồi chuông báo động, 35 thành phố của 50% tỉnh khu vực trên khắp cả nước ghi nhận ca nhiễm mới. Vậy đợt dịch đang len lỏi ở Trung Quốc này bắt đầu bùng lên từ đâu? Và có những cụm dịch nào đang là điểm nóng ở nước này? Và đâu sẽ là nguyên nhân gây ra làn sóng lây nhiễm dữ dội này? Xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi nội dung chi tiết ngay sau đây. Từng là nơi ghi nhận những ca nhiễm đầu tiên, đất nước 1,4 tỷ dân thành công khống chế đại dịch nhanh đến mức đã trở thành một trong số ít quốc gia chính thức mở cửa vào mùa xuân năm 2020. Người dân hồ hởi cởi bỏ khẩu trang, tụ tập tổ chức tiệc và mặc dù có những đợt bùng phát lẻ tẻ trong những tháng gần đây ở nhiều tỉnh khác nhau, nhưng chính quyền cũng nhanh chóng dập tắt dịch bằng chiến lược không khoan nhượng, xét nghiệm nhanh hàng chục triệu người, siết chặt các biện pháp kiểm soát bao gồm truy vết và phong tỏa. Theo New York Times, Hiệu quả của mô hình này tại Trung Quốc đang trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Trung Quốc đang đối mặt với đợt bùng phát dịch tồi tệ nhất, chỉ sau đợt dịch ở Vũ Hán hồi năm 2020, với hàng loạt tỉnh thành giống lên hồi chuông báo động sau khi có gần 500 ca nhiễm mới được phát hiện chỉ trong vòng 2 tuần. Con số này tuy nhỏ so với hầu hết các nước trên thế giới, nhưng gây sốc tại Trung Quốc bởi quốc gia này đã khống chế dịch mạnh mẽ triệt để và tiêm chủng với quy mô lớn nhất thế giới. Hãng tin AP hôm 4 tháng 8 năm 2021 cho biết, số ca nhiễm mới đã xuất hiện tại hơn 35 thành phố của 50% tỉnh và khu vực trên khắp cả nước, bao gồm cả Bắc Kinh, Giang Tô và Tứ Xuyên. Trước đó, mỗi ngày Trung Quốc chỉ có vài ca nhiễm mới. Đợt dịch mới len lỗi ở Trung Quốc bùng lên đầu tiên từ sân bay quốc tế Lộc Khẩu thuộc thành phố Nam Kinh, thủ phủ tỉnh Giang Tô. Từ một nhân viên vệ sinh sân bay mắc chủng Delta Virus lây lan từ người dân địa phương và khách du lịch, sau đó là theo chân du khách lây xa hàng loạt các tỉnh khác, vì đang là cao điểm di chuyển mùa hè. Làn sóng này cũng có mặt tại điểm du lịch Trường Gia Giới ở tỉnh Hồ Nam, nơi cũng đã trở thành một điểm nóng dịch mới tại Trung Quốc. Nhiều du khách ở các địa phương khác từ Trường Gia Giới trở về không may đã mang theo virus lây bệnh. Ngoài các cụm dịch liên quan Nam Kinh và Trường Gia Giới, Trung Quốc còn đang đối phó với các ca nhiễm tại Trịnh Châu sau khi hai nhân viên dọn vệ sinh tại một bệnh viện điều trị COVID-19 được phát hiện dương tính. Trịnh Châu cũng là nơi vừa trải qua trận lũ lụt đại hồng thủy ngàn năm có một hồi tháng 7 năm 2021. Trong khi đó, Vũ Hán, ổ dịch vốn đã không còn ghi nhận ca nhiễm cộng đồng từ tháng 6 năm 2020 thì nay đã bất ngờ có thêm 7 ca nhiễm mới vào ngày 2 tháng 8. Thưa quý vị, theo giới truyền thông và giới chức xứ Trung nguyên nhân của sự lây nhiễm quá nhanh này là do biến chủng quái vật Delta vốn đang hoành hành ở 132 quốc gia trên thế giới. Hơn nữa, sự bùng phát lại xảy ra vào mùa hè khi người dân đang tăng cường đi du lịch và địa điểm đầu tiên ghi nhận các ca bệnh lại là sân bay quốc tế Lục Khẩu, nơi có lưu lượng hành khách lớn. Theo He Winhua một quan chức cấp cao của ủy ban y tế quốc gia Trung Quốc, đây là ba nguyên nhân chính gây ra làn sóng lây lan rộng và khó kiểm soát giữa các địa phương như hiện nay. Dù đã nỗ lực hết mình, Trung Quốc cũng không thoát khỏi nanh vuốt của biến chủng Delta, được WHO đánh giá là dễ lây nhiễm nhất trong số các biến thể COVID-19. Theo CNN, Delta đã lây lan nhanh hơn từ 60% đến 200% tùy thuộc vào bên đưa ra ước tính. Tài liệu nội bộ của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ hồi cuối tháng 7 còn đánh giá biến thể Delta có mức độ lây tương đương với virus gây bệnh thủy đậu, tức là một người bệnh có thể lây cho 8 hay 9 người khác. Thưa quý vị, điều đáng nói là làn sóng dịch bùng phát tại thời điểm Trung Quốc đã tiêm được hơn 1,7 tỷ liều vắc xin ngừa Covid-19. Chính điều này lại càng tạo thêm sức ép cho giới chức trong thực thi chiến lược ngăn chặn dịch không khoan nhượng, không bỏ sót ai. Trong khi tiến hành xét nghiệm hàng triệu người và phong tỏa cách ly nhiều địa phương, giới chức Bắc Kinh cũng đã siết chặt mọi biện pháp để bảo vệ thủ đô bằng mọi giá. Trên khắp đất nước, chính phủ kêu gọi người dân không rời khỏi thành phố trừ khi thực sự cần thiết. Theo New York Times, các thành phố Trường Gia Giới và Chu Châu đã phong tỏa 5,4 triệu dân. Tại Nam Kinh, nơi có ổ dịch làm lây lan sang hơn 20 thành phố khác, hàng triệu cư dân phải tham gia 4 vòng xét nghiệm. Các thành phố Chu Hải, Trung Sơn của tỉnh Quảng Đông hay thành phố Ninh Hương, tỉnh Hồ Nam cũng thực hiện xét nghiệm tầm soát diện rộng ngay sau khi phát hiện F0 liên quan đến Nam Kinh. Khoảng 13 triệu cư dân thành phố Trịnh Châu, nơi từng là rống lũ, đã xếp hàng để xét nghiệm bắt đầu từ cuối tuần trước. Vũ Hán đang tiến hành xét nghiệm tất cả 12 triệu dân sau khi phát hiện ca đầu tiên ở thành phố mắc biến chủng Delta siêu lây lan. Ở thủ đô Trung Quốc, chính quyền đã siết chặt mọi biện pháp để bảo vệ Bắc Kinh bằng mọi giá. Theo tờ Hoàn Cầu Thời báo, tất cả người dân từ các thành phố đã ghi nhận ca nhiễm COVID-19 đều bị cấm tới Bắc Kinh. Chuyến bay, tàu cũng như xe buýt đường dài từ các thành phố nói trên đến Bắc Kinh đều phải dừng hoạt động. Nhân viên các cơ quan chính quyền và doanh nghiệp quốc doanh đều bị cấm tới các địa phương có dịch, các cơ quan cũng không được tổ chức chuyến đi tới vùng dịch. Người dân từ Bắc Kinh nhưng đang ở các thành phố có dịch không được trở về cho đến khi hoàn thành 14 ngày giám sát y tế và có xét nghiệm âm tính 48 giờ trước khi lên đường đến Bắc Kinh. Chính quyền thủ đô cũng quyết định rằng những ai đang ở Bắc Kinh và từng di chuyển tới các thành phố có nguy cơ trung bình và cao đều phải theo dõi sức khỏe để đảm bảo không bỏ sót ai riêng tại thành phố du lịch nổi tiếng Trường Già Giới ở tỉnh Hồ Nam, chính quyền đã áp đặt lệnh phong tỏa, không cho phép người dân rời khỏi nhà, khách du lịch, công dân bản địa không được phép rời khỏi thành phố. Ngoài các ca lây nhiễm cộng đồng, Trung Quốc cũng ghi nhận số ca nhập cảnh gia tăng, giới chức ngay lập tức tăng cường biện pháp quản lý. Nhân viên sân bay, hàng không phơi nhiễm với khách quốc tế phải xét nghiệm hàng ngày, trong khi những người làm việc gần với nhóm này xét nghiệm hai lần một tuần. Giảm chuyến bay, vệ sinh khu vực sân bay, khử khuẩn máy bay. Tất cả các biện pháp trên đều được tiến hành nhanh chóng. Trong khi đó, chỉ còn gần một tháng nữa là đến năm học mới. Trung Quốc quyết định tăng tốc tiêm chủng cho đối tượng từ 12 đến 17 tuổi với sự đồng ý tự nguyện của học sinh và người giám hộ. Theo ông Đào Lê Nạp, một chuyên gia về vaccine của Thượng Hải, trẻ em và thanh thiếu niên là những nhóm người quan trọng để Trung Quốc đạt được miễn dịch cộng đồng. Bởi ngay cả khi hầu hết thanh thiếu niên chỉ phát triển các triệu chứng nhẹ, họ vẫn có thể lây nhiễm cho người khác, đặc biệt là các thành viên trong gia đình bạn học và giáo viên điều này có thể dễ dàng kích hoạt một đợt bùng phát mới Theo Hoàng Cầu Thời Báo, đợt bùng phát mới tại nhiều địa phương đã làm dấy lên nhiều mối lo ngại giữa người dân và giới chuyên gia. Hàng loạt câu hỏi được đặt ra cần được giải đáp cấp bách đó chính là liệu ổ dịch tại thành phố Nam Kinh có dẫn đến sự bùng phát các ca lây nhiễm trên toàn quốc hay không? Liệu các loại vaccine hiện tại có thể ngăn chặn những rủi ro của biến thể Delta hay không? Hay là một số người thậm chí còn đặt ra nghi vấn về tính hiệu quả của chiến lược chống dịch không khoan nhượng được chính quyền áp dụng trong hơn một năm vừa qua? Báo New York Times cho hay rằng các quan chức Trung Quốc vừa qua cũng đã thừa nhận rằng việc kiểm soát được dịch bùng phát lần này sẽ khó hơn nhiều so với những đợt trước do sự lây lan nhanh chóng và không có triệu chứng của biến thể. Hơn thế, mặc dù số ca vẫn còn thấp so với nhiều nước khác, nhưng làn sóng mới đã cho thấy những hạn chế trong cách tiếp cận mạnh mẽ của Trung Quốc đối với Covid-19 và làm lung lay cách phòng chống dịch không thể hoài nghi của chính quyền Bắc Kinh. Chen Xi, phó giáo sư về sức khỏe cộng đồng tại Đại học Yale của Mỹ cho biết rằng một khi virus lây lan sang nhiều địa phương như vậy rất khó để ngăn chặn thế giới đang thấy sốc trước việc một tấm lưới phòng vệ vững chắc như ở Trung Quốc vẫn bị biến thể Delta chọc thủng đây là một bài học đáng nhớ trong khi đó thì một số chuyên gia y tế cộng đồng ở Trung Quốc còn cho rằng đã đến lúc quốc gia tỷ dân này phải cân nhắc lại chiến lược chống dịch của mình ông Zhang Wanhong chuyên gia y tế nổi tiếng ở Trung Quốc vừa qua đã đưa ra ý tưởng học tập theo mô hình tương tự ở Israel và Anh nơi cũng có tỷ lệ tiêm chủng cao Jong Huang, thành viên cao cấp về sức khỏe toàn cầu tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại ở New York, cho biết chiến lược không bỏ sót một ai của Trung Quốc sẽ không hiệu quả về lâu dài, đặc biệt là khi các biến thể mới tiếp tục xuất hiện. Ông nói rằng sẽ cực kỳ tốn kém để có thể duy trì một cách tiếp cận như vậy. Tôi nghĩ họ có thể phải chuẩn bị cho mọi người khả năng chịu đựng Covid-19 cao hơn. Theo New York Times, với tình hình một số người tại Trung Quốc dẫu đã được tiêm vắc đầy đủ nhưng vẫn dương tính với virus SARS-CoV-2, làm dấy lên các cuộc thảo luận về tính hiệu quả cũng như liệu một mũi tiêm tăng cường có nên được triển khai thêm hay không. Tuy nhiên, Zhong Nanshan, nhà dịch tễ học và nhà nghiên cứu phổi người Trung Quốc, cho biết vắc Trung Quốc vẫn bảo vệ 100% khỏi bệnh nặng do Delta gây ra và 63,2% hiệu quả đối với các trường hợp không có triệu chứng. Ông còn khẳng định Trung Quốc sẽ kiểm soát thành công làn sóng mới này trong khoảng 10 đến 14 ngày. Nhà dịch tễ học hàng đầu Trung Quốc Li Lanjuan, người từng đóng vai trò quan trọng trong cuộc chiến chống Covid-19 ở Vũ Hán năm 2020, cho biết đội ngũ nghiên cứu của bà đang nghiên cứu mũi tiêm tăng cường nhắm vào biến thể Delta. Ở một diễn biến khác, Hãng tin CNN ngày 5 tháng 8 năm 2021 đưa tin, cơ quan tình báo Mỹ đang nắm trong tay kho dữ liệu khổng lồ chứa thông tin di truyền về những mẫu vật đầu tiên của virus corona chủng mới, được Viện Virus học Vũ Hán nghiên cứu. Tình báo Mỹ hy vọng quá trình giải mã kho dữ liệu có thể giúp tìm ra manh mối về nguồn gốc đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, quá trình giải mã khối lượng dữ liệu thô này không phải dễ dàng. Trong số những thách thức mà tình báo Mỹ đối mặt là cần có năng lực máy tính để xử lý toàn bộ dữ liệu và các nhà khoa học tham gia dự án còn phải thạo tiếng Trung, vì mọi thông tin đều được ghi chép bằng tiếng Trung dựa trên thuật ngữ chuyên ngành sinh học. Theo CNN, giới chức tình báo Mỹ sẽ tiến hành việc diễn giải dữ liệu thô nói trên trong vòng 90 ngày với hy vọng tìm ra được câu trả lời bằng cách nào virus corona lây lan từ vật sang người. Trong khi đó, dư luận Trung Quốc lại một lần nữa đang dậy sóng vì giả thuyết rằng virus SARS-CoV-2 bị rò rỉ từ một phòng thí nghiệm của lục quân Mỹ. Dù không có bằng chứng xác thực, nhưng giả thuyết này được các quan chức và truyền thông ở Đại lục tái nhắc nhiều lần kể từ tháng 3 năm ngoái. Vâng thưa quý vị, làn sóng lây lan mạnh mẽ của Trung Quốc cũng đã để lại nhiều bài học cho các nước khác rằng chúng ta không nên lơ là dù chỉ trong một phút giây trước những hiểm họa không lường từ các biến chủng virus corona. Và điều cần lưu ý nữa là ngay cả những người đã tiêm vaccine vẫn có thể nhiễm bệnh và phát tán virus, mặc dù vaccine sẽ giảm nguy cơ gây bệnh nặng và tử vong nhưng chúng ta vẫn phải đảm bảo các biện pháp phòng ngừa dịch 5K, đó là khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế để quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19. Tiêu điểm thế giới đến đây là kết thúc. Xin được cảm ơn tất cả quý vị. Hẹn gặp lại quý vị ở những phần tiếp theo của các nền tảng FBNC của Tiêu điểm thế giới.